Từ những chát chiêu tôi hát. Tác giả Bảo Minh, giọng đọc Sơn Tùng. Ai đó trong đời cũng cần có những miền cảm thức để tự sẻ chia xúc cảm. Miền cảm thức ấy có thể là một tri âm, nhưng cũng có thể là những xúc cảm trong ca từ, giai điệu của những bản tình ca mà mình thấy mình trong đó. Nhạc Trịnh là một trong những miền cảm thức ấy. Với của nhiều người và của riêng tôi, nghe Trịnh khi có những muộn phiền, nghe Trịnh khi có những hoan ca bé mọn trong lòng, để rồi những xúc cảm Trịnh cứ gắn và vận vào mình lúc nào không hề hay biết. Ngày xửa xưa, cái thời sinh viên, cũng vì mê Trịnh mà tìm đến những người bạn có sở thích giống mình, để tự sở thích ấy lại đẩy con người ta lại gần với nhau, thành tri kỷ hay thành những cộng đồng dễ lay động mong manh trong cõi sống quá đỗi xô bồ. Ngày ấy mình có một cô bạn nhà thơ, có thể vòng vèo chở nhau đi cả ngày trên chiếc xe máy cũ, chỉ để nhâm nhi ly rượu anh đào, vùi vào trong những quán Trịnh, hay chỉ để nghêu ngao hát về những nỗi lòng mình gửi qua tình khúc Trịnh. Lạ là hình như ai cũng tìm thấy mình trong cõi Trịnh, từ một miệng cười khúc khích trên lưng cho đến những chén rượu cay một đời ta uống hoài, trong phận đời phận người du ca về miền cát bụi. Và trong những người mê Trịnh, có người mê đến mức tiến thoái lưỡng nan, để rồi cõi tình của họ cứ đẹp, cứ buồn, cứ mông lung và cứ lận đận như đời Trịnh. Yêu thì nhiều vậy đó, yêu thì day dứt vậy đó, yêu đến độ viết ra những bản tình ca tan chảy tim người, nhưng để rồi cuộc đời vẫn cứ bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Đến độ khi nằm xuống, dù bao kẻ tiễn đưa, thì Trịnh vẫn cô đơn trong cõi nhạc của mình. Ai đó có lý khi bảo nghe Trịnh, ngoài giữ cho mình cảm xúc đồng điệu, thì vẫn phải có những miền tỉnh thức để vẫn còn nghe được những thứ âm nhạc khác. Đó chính là sự cân bằng. Nếu không, nhạc Trịnh, đời Trịnh vì những lời ca đau trên môi sẽ vận vào mình, làm mình cứ nổi trôi trong cái điệu buồn không lối thoát. Ai mê Trịnh cũng đa cảm đa sầu, nên cũng không khó lý giải vì sao đời mình cũng mãi lênh đênh trong thiên biến của cuộc sống vốn quá ư nghiệt ngã. Thời gian trôi qua nhanh quá, trong sự biến thiên ấy, vạn vật thay đổi, duy chỉ có những tình yêu lấp lánh sắc màu trong âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn vẹn nguyên với nhiều thế hệ. Mới ngày 1 tháng 4 năm 2001, ngỡ như hôm qua, mà thấm thoát đã 18 năm trời, Trịnh về cõi vô thường. Nhưng âm nhạc của Trịnh vẫn cất lên say mê, da diết và mê hoặc những người yêu nhạc. Các quán Trịnh từ Hà Nội, Sài Gòn đến phố núi Đà Lạt, Pleiku hay Mặc Trầm trong xứ Huế, Thành Vinh đều vẫn sáng đèn, nhất là trong những ngày kỷ niệm về anh. Người ta tìm đến, ngoài nghe nhạc là còn để lặng lẽ sẻ chia, để hồn mình hòa vào những nốt nhạc, những ca từ như thể Trịnh viết riêng cho mình. Giờ lắm người hát Trịnh, từ những ca sĩ vô danh đến thành danh. Có những sáng tạo, có những cách tân, nhưng dường như mọi sự sáng tạo cách tân ấy đều khó có thể thành công. Không phải vì người nghe khó tính, không phải vì công chúng quen tai, mà vì nhạc Trịnh cứ bản năng như thế, cứ giản dị như thế, cứ sâu lắng thế, mới là thứ bám dễ vững chắc trong mạch nguồn cảm xúc con người. Cũng chẳng cần ban nhạc phối khí hòa âm hiện đại, cũng chẳng cần ánh sáng lung linh trên các sân khấu lớn. Đôi lúc chỉ là một cây guitar mộc mạc, một giọng ca tình tứ bản năng cất lên trong góc tối một quán Trịnh hay bất cứ một nơi nào, là cả thế giới cảm xúc neo đậu về ở nơi đó. Tôi gặp lắm người hát Trịnh hay, không bài bản, đôi khi bỏ qua cả tiết tấu, nhịp điệu. Họ cứ hát thế thôi, như hát về thân phận của mình. Và chất Trịnh hình như nó chỉ có được khi ai đó chất chiêu vắt ra từ những tình cảm rất thật của mình để hát,
như cách mà chính Trịnh Công Sơn lý giải. Khi bạn hát một bản tình ca mà bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình, hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi. Trịnh cứ cũ kỹ thế nhưng không lạc hậu, bởi trên đời này duy nhất là tình yêu, nỗi lòng con người và những tình cảm thực, tinh khôi và chân thành sẽ mãi mãi trường tồn. Âm nhạc của anh là thế giới của cõi tình, cõi nhân gian thăm thẳm, nên nó chẳng thể mất đi được khi cái tình ở nhân gian rộng lớn vẫn còn. Cứ thế, sẽ vẫn còn nhiều người hát Trịnh từ những chất chiêu buồn vui, đau đớn hay những tủi hờn của mình. Giản đơn chỉ là để sẻ chia. Và may mắn là Trịnh đã thay hàng triệu con tim viết thành tình khúc của những nỗi niềm nhân gian ấy.